Cánh cửa két sắt hoàng gia nặng 15.000 cân được treo lên bằng một cái kích như cửa cuốn. Tên cướp cẩn thận lăn vào trong két sắt qua khe hở nhưng lại phát hiện bên trong hoàn toàn trống rỗng. Trước cảnh tượng này, mọi người đều bật cười không ngớt. Không một ai trên thế giới này nghĩ rằng có một nhóm người lại cực nhọc vào một chiếc két trống không. Người phụ nữ hứng khởi gọi điện cho ông trùm bên ngoài thông báo rằng bước đầu tiên của nhiệm vụ đã thành công. Bây giờ họ chỉ cần chờ đợi 34 quý tộc châu Âu ngoan ngoãn bỏ báu vật gia truyền vào túi của họ. Vào đêm trước buổi đấu giá viên cẩn thận cho 34 món đồ trang sức vào hộp và sắp xếp theo số thứ tự. Sau khi đóng cửa két sắt lại còn phải khóa két bằng cả vân tay và nhận diện khuôn mặt. Một hệ thống bảo vệ chặt chẽ như vậy, ngay cả khi có chìa khóa cũng phải mất 6 tiếng mới có thể mở lại két sắt. Thấy vậy, bọn cướp lập tức bắt đầu hành động, tất cả mặc đồ bảo hộ đặc chế, hoàn toàn cách ly bản thân với thế giới bên ngoài. Như vậy mới có thể đảm bảo không để lại dấu vết nào, ngay cả một sợi lông mi. Trong khi đó, cô em hacker đã thay đổi hình ảnh mà bảo vệ nhìn thấy thành video đã chuẩn bị sẵn. Cộng với hiệu ứng cách âm của két sắt, sẽ không một ai biết những gì đang xảy ra phía sau nó. Sau khi sử dụng xe xúc để mở bức tường bê tông đã đào trước đó, bọn chúng đã đến phía sau két sắt. Khi kích được nâng lên, bọn cướp lại từng người lăn vào bên trong. Lần này, chiếc két sắt hoàng gia đã được lấp đầy âm áp khiến băng nhóm cướp không thể giấu được sự phấn khích. Kẻ đứng đầu là Berlin cẩn thận tiến lên quan sát. Và lúc này đấu giá viên chỉ cách họ đúng một bức tường. Ai mà ngờ rằng cái két trông như được bảo vệ nghiêm ngặt này lại đang diễn ra một vụ phạm tội đỉnh cao như vậy. Berlin ra lệnh cho thuộc hạ các hộp chứa trang sức phải được trả lại đúng vị trí trước khi camera hoạt động trở lại. Khi có lệnh được phát ra, vài con người bắt đầu màn biểu diễn của mình. Những bộ trang sức lấp lánh khiến người ta không khỏi choáng ngợp. Nhưng may mắn là mỗi món trang sức đều có mã số riêng, giúp bọn cướp có thể dễ dàng đếm số lượng. Dưới sự phối hợp ăn ý của mọi người, toàn bộ số trang sức đều bị đánh cắp. Nhưng không may trong lúc phân chia tài sản, ông già và Berlin đã xảy ra xung đột, khiến cả món trang sức và hộp đựng nặng nề rơi xuống đất. Mờ thanh khi chiếc hộp rơi lập tức thu hút sự chú ý của đấu giá viên. Nhưng bảo vệ giải thích đó có thể là âm thanh từ thép giãn nở, không cần phải quá chú ý. Nghe thấy câu này, đấu giá viên ù ù cặc cặc không hiểu gì. Hơn nữa bảo vệ còn cho anh ta xem hình ảnh camera giám sát hoàn toàn bình thường. Nhưng đấu giá viên vẫn cảm thấy không yên tâm. Anh ta áp tai vào tường nhằm nghe thử xem có động tĩnh gì không. Mà ở phía bên kia tường chính là hai người đang đứng bất động. Gương mặt bọn họ đầy vẻ nghiêm trọng, chỉ sợ đấu giá viên sẽ phát hiện ra điều gì đó. Một linh cảm mách bảo đấu giá viên rằng có gì đó không ổn. Anh ta lập tức yêu cầu bảo vệ mở két sắt, nhưng bảo vệ giải thích rằng cần tới 6 giờ để khởi động cửa lớn. Nghe vậy, đấu giá viên đành để ông ta đi ra sau két sắt xem sao. Cô em hacker cảnh giác ngay lập tức nhận ra ý đồ của họ. Cô ấy ra lệnh cho tất cả mọi người lập tức ra khỏi két sắt và đóng cửa lại. Lũ trộm chỉ đành cuôn cút chuồn ra ngoài, tiện thể đi nửa đường nhặt một chiếc điều khiển từ xa để điều khiển máy móc chặn lối vào. Ở bên kia, tên bảo vệ đã lấy được chìa khóa cửa phụ. Tiếp theo, anh ta bèn mở khóa bằng cách quét hai lần dấu vân tay. Gay go là lúc này cửa vẫn chưa hoàn toàn được hạ xuống. Nhìn thấy cửa phụ sắp được mở, Kayla cảm thấy như trời sắp sập xuống. Cuối cùng ngay vào thời khắc then chốt, tất cả các lối ra đã được đóng lại. Cô nàng hacker nhanh chóng đưa camera quay lại hình ảnh ban đầu. Nhờ canh chuẩn xác thời gian nên mới khiến tên đấu giá viên không nhận ra vấn đề bất thường. Sau đó tên bảo vệ cầm đèn pin lùng sục khắp nơi. Chẳng mấy chốc, ông ta đã tập trung vào phía sau két sắt. Kayla lập tức hoảng loạn. Băng trộm cảm giác như sắp đổ sông đổ bể, dường như chỉ một giây nữa là khóc ra đến nơi. Tên bảo vệ không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào, luôn chăm chú quan sát một cách trách nhiệm, nhưng dường như anh ta không thu được kết quả nào. Sau đó anh ta bèn đóng cửa phụ, quay lại đại sảnh báo cáo với đấu giá viên rằng mọi thứ vẫn bình thường. Người đàn ông nói rằng anh ta cũng đã thấy hết từ camera. Bảo vệ bèn hỏi người đàn ông có cần mở két sắt nữa không. Cuộc trò chuyện của hai người đã bị cô hacker nghe thấy. Cô ấy cho rằng đấu giá viên chắc chắn sẽ mở két sắt. Toán trộm nghe thấy thế tim như ngừng đập. Chỉ cần cửa mở ra, bọn họ sẽ bị tống vào tù ngay lập tức. Trong lúc đấu giá viên đang suy nghĩ thì đúng lúc vợ gọi điện tới phút 89. Một người sợ vợ như anh ta lập tức từ chối lời đề nghị. Mọi người trong két sắt tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cái mạng quèn cũng được bảo vệ. Kế hoạch cướp vẫn tiếp tục tiến hành. Lão già cố chấp nói rằng đây sẽ là lần cuối cùng giúp Berlin. Berlin im lặng không nói gì. Ngay sau đó, tất cả số trang sức đã bị đánh cắp thành công. Lũ trộm lần lượt rời khỏi một cách có trật tự. Tuy nhiên, trước khi làm điều đó, chúng cần xử lý hiện trường thật sạch sẽ. Tên cướp dùng một chiếc xe xúc để bịt kín bức tường rồi dùng máy hàn để hàn chặt lối vào. Sau đó, họ sơn lại chỗ hàn để có màu giống như bức tường và dùng máy hút bụi để dọn sạch các mảnh vụn do lúc hàn để lại. Phải làm sao cho đảm bảo không để lại dấu vết nào. Cuối cùng là ngụy tạo một viên gạch cũ để bịt kín bức tường. Tất cả đồ đạc bao gồm cần cầu, máy xúc và các dụng cụ phạm tội khác, bọn chúng sẽ bỏ lại trong đường hầm. Cuối cùng đóng đường hầm lại, lấy trang sức và máy tính rồi tẩu thoát. Và thế là một vụ cướp hoàn hảo đã hoàn tất chót lọt. Berlin không khỏi tưởng tượng ra rằng hàng trăm năm sau, khi những công cụ này sẽ được phát hiện, đó sẽ là một điều vô cùng đáng kinh ngạc. Bọn chúng sẽ trở thành huyền thoại để lại một dấu ấn đậm nét trong lịch sử. Tuy nhiên, vụ cướp này vẫn thiếu một khâu cuối cùng. Berlin lén lút vào nhà của đấu giá viên vào ban đêm, đóng giả thành anh ta và tiến hành đánh cắp chìa khóa xe. Berlin cố ý để mình xuất hiện trước camera rồi ngồi vào xe của ông ta. Trong lịch sử di chuyển của đấu giá viên, anh ta đã chọn một địa điểm khó phát hiện và lái xe đến đó. Không lâu sau, anh ta đã đến nơi. Sau khi xác nhận xung quanh không có ai mới bắt đầu mở cửa. Berlin lấy ra công cụ mà mình mang theo rồi lấy ra một cái tác trang sức đắt tiền. Sau đó dùng bật lửa để đốt cái tác và cố tình để lại một phần nhỏ vào bồn cầu. Cuối cùng còn danh mãnh để lại cho tàn vào lớp vải trong áo. Nhưng như vậy là chưa đủ. Berlin còn lấy ra một món trang sức, cắt ra một mảnh nhỏ rồi ném thẳng vào khe sofa.
Sau khi hoàn thành một loạt các thao tác, Berlin mới trả lại chìa khóa xe và đặt lại mũ áo về chỗ cũ. Trong khi đó, nhóm trộm thì chia thành từng nhóm trở về khách sạn. Để tránh gây nghi ngờ, bọn họ sẽ không trốn ngay trong đêm mà dự định đến sáng hôm sau mới tục lục rời đi. Tuy nhiên, trước khi rời đi, lũ trộm cần phải dọn dẹp phòng thật sạch sẽ, đảm bảo không để lại bất kỳ chứng cứ hay một sơ hở nào. Ở phòng bên, lão già đang sắp xếp đống trang sức, sau bỏ vào túi chân không và dùng máy nén lại thành từng túi nhỏ. Nhìn thấy số tài sản quý giá không dễ gì có được, ông già không khỏi rớt nước mắt. Cuối cùng ông ta bỏ túi trang sức đã nén chặt vào hộp cá trích và đóng nắp lại. Sau khi bỏ vào thiết bị gia công, một hộp cá trích ăn liền mới tinh đã được hoàn thành. Ngày hôm sau, khi cảnh sát phát hiện có điều bất thường ở két sắt thì đã quá muộn rồi. Cô ấy nghĩ rằng ngay cả những chuyên gia cũng cần tận 2 tiếng đồng hồ để mở khóa cửa thì làm gì có ai tới đây ăn cắp trang sức được chứ. Nhưng rất nhanh, cô ấy đã bị vả mặt. Trang sức đã biến mất không dấu vết, đến sợi tóc cũng không còn, tất cả đã bị lấy đi sạch sành sạch. Ngày hôm đó ngoại trừ bảo vệ ở lại trực và đấu giá viên thì không có bất cứ ai ra vào. Thế là phía cảnh sát lập tức bắt giữ nghi phạm chính. Nhìn thấy kế hoạch đã thành công, những tên cướp chuẩn bị phủi tay rời đi. Berlin đã sắp xếp để Brut và Kayla là những người đầu tiên rời đi. Họ sẽ mang theo 3 hộp trang sức, giả vờ thành những khách du lịch rồi trả phòng. Hai người đã lén lút rời đi ngay trước mặt cảnh sát. Tiếp theo, họ lên xe buýt đi đến Tây Ban Nha rồi tiếp tục đi theo dãy núi Pisanit để đến đích. Berlin tin rằng đây là một cách an toàn, bởi vì cảnh sát sẽ không nghi ngờ gì về việc trong ba lô của du khách có những viên kim cương có giá trị như vậy. Và hơn hết là họ còn tẩu thoát bằng xe buýt. Ken và Cameron thì kéo theo vali ra khỏi cửa, còn ông già sẽ mang theo số hộp còn lại. Bọn họ sẽ giả vờ là một gia đình hạnh phúc lái xe nhà lưu động để đi du lịch. Berlin là người chủ mưu nên tất nhiên là người rời khỏi khách sạn cuối cùng. Anh ta sẽ xử lý những món đồ đã sử dụng trong quá trình trộm, đồ là kính viễn vọng, máy theo dõi và máy tính. Cuối cùng sẽ lên tàu đến địa điểm đã định để hội tụ với mọi người. Trong khi đó, cảnh sát đã lấy được video giám sát từ nhà để xe đêm qua. Hình ảnh cho thấy đấu giá viên đã lái xe ra ngoài giữa đêm. Đấu giá viên cảm thấy điều này quá hoang đường. Dù có chiếc áo khoác này, nhưng gã đàn ông đã lái xe giữa đêm này hoàn toàn không phải anh ta. Cảnh sát nghe mà đứng hình. Cô ấy cảm thấy đấu giá viên đúng là đồ điên rồ, chỉ biết nói những điều vô lý gì. Sau khi tìm kiếm, họ đã phát hiện dấu vết của trang sức trong nhà vệ sinh và trên sofa. Nói rồi họ đẩy số bằng chứng này ra trước mặt đấu giá viên. Nhìn thấy bằng chứng rõ ràng, người đàn ông không biết giải thích sao nữa. Đấu giá viên không khỏi nghi ngờ rằng mình có lẽ đã mộng du giữa đêm. Cảnh sát cười đầy ẩn ý, nhưng cô ấy lại bảo người đàn ông yên tâm, dù anh ta giấu trang sức ở đâu thì cô ấy quyết không để đồ ăn cắp rời khỏi nước Pháp. Ngay lập tức, cấp trên đã điều động rất nhiều cảnh sát để phong tỏa con đường. Mới giây trước, một gia đình 3 người vẫn đang ung dung thoải mái thì giây tiếp theo đã đổ mồ hôi lạnh. Lão già không thể nào ngờ rằng một con đường hẻo lánh như vậy mà cũng có cảnh sát kiểm tra. Ken ngay lập tức đứng ngồi không yên. Anh ta vội vàng đứng dậy lấy 3 hộp cá trích. Hai người bị hành động của Ken làm cho hết hồn. Ken giải thích rằng nếu cảnh sát muốn kiểm tra thì anh ta sẽ nhảy ra ngoài để tránh bị điều tra. Lão già khuyên anh ta hãy bình tĩnh lại. Dù sao, những gì họ làm đều hoàn hảo, không để lại bất kỳ bằng chứng nào. Nhưng người đàn ông lại không cho rằng cảnh sát sẽ bỏ qua cho họ. Khi thấy cảnh sát ra hiệu cho họ dừng lại, Ken định chuẩn bị nhảy xuống. Nhưng xung quanh xe là cánh đồng trống trải. Dù có chạy hết sức thì cũng sẽ bị cảnh sát bắt lại ngay lập tức. Lão già ra lệnh cho anh ta nhanh chóng đóng cửa lại. Cameron bảo lão già chú ý phía trước, ông ta lập tức phanh gấp, suýt nữa đã tông vào cảnh sát. Khi kịp phản ứng lại, Ken lập tức bỏ lại hộp cá về chỗ cũ. Dù rất lo nhưng anh ta vẫn cố gắng bình tĩnh nhìn chằm chằm về phía trước. Chỉ thấy vài cảnh sát tức khắc chĩa súng vào họ. Lão già sự chân giải thích rằng mình không có ý định đâm chết họ. Cảnh sát yêu cầu họ xác minh giấy tờ của mình và muốn lên kiểm tra xe. Lão già biết rằng nói thêm cũng vô ích, chỉ còn cách ngoan ngoãn phối hợp với cảnh sát. Ông ta nhận lấy giấy tờ giả mà Cameron đưa, sau đó cô gái lập tức đứng dậy mở cửa cho cảnh sát. Cảnh sát yêu cầu 3 người đứng yên không được động đậy rồi bắt đầu quan sát chi tiết trong xe. Lão già ra vẻ bình thản đưa giấy tờ cho cảnh sát. Rất nhanh đã có người đã chú ý đến cái tủ phía trên. Ken thấy vậy lập tức hoảng sợ. Cảnh sát hỏi họ đến từ đâu. Lão già trả lời rằng họ là một gia đình 3 người đến từ Pháp và chuyến đi này là để tưởng nhớ người vợ đã mất. Cậu chàng bổ sung rằng mẹ mình chưa từng có cơ hội được đi du lịch. Nói xong, cảnh sát ở bên kia đã mở tủ ra. Mọi người đều chăm chú nhìn vào tủ, chỉ sợ rằng sẽ lộ tẩy. Bất ngờ thay, so với hộp cá, cảnh sát lại quan tâm hơn đến cái hộp đựng cho cốt bên cạnh hơn. Cô gái buồn bã nói rằng bên trong là cho cốt của mẹ mình. Nhưng ở Pháp, việc giải cho cốt mà không có giấy phép là bị cấm. Họ thậm chí còn không có quyền vận chuyển cái hộp cho cốt này. Anh có ý gì vậy? Họ sẽ không mang mẹ chúng ta đi chứ? Đừng vậy chứ, làm vậy là hoang đường quá rồi đó. Nhưng Pháp không phải là một đất nước tự do sao? Không phải là nơi bình đẳng và bác ái sao? Yên lặng, ngồi xuống. Im đi, Jose, ngồi xuống, bố bảo con ngồi xuống. Cậu chàng không thể giấu được cơn tức giận. Nhưng cảnh sát vẫn kiên quyết yêu cầu mở hộp cho cốt và hộp cá trích ra. Không khí trong xe lập tức trở nên căng thẳng. Cô gái hoảng sợ chỉ biết cúi đầu. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, cô ấy nhanh chóng ôm chặt hộp cho cốt, rồi vội mở cửa xe và chạy ra ngoài. Cảnh sát hô to yêu cầu bắt giữ Cameron. Cô gái dồn hết sức lực chạy về phía trước. Phía sau là một đám cảnh sát đuổi theo. Cô hoàn toàn không để ý đến lệnh của cảnh sát, vẫn liều mạng chạy về phía trước. Dù cảnh sát đã bắn một phát súng chỉ thiên cũng không thể ngăn cản bước chân quyết tâm của cô. Cảnh sát chỉ còn cách nhắm vào phía trước của Cameron và bắn chính xác vào mục tiêu. Điều này khiến cô gái rất hoảng sợ. Cô đứng sững lại tại chỗ, im lặng chờ đợi bản án của mình. Cameron đau khổ ngã quỵ xuống đất, nhưng cảnh sát vẫn kiên quyết muốn giật lấy hộp cho cốt trong tay cô. Cô gái cố gắng phản kháng quyết liệt.
nhưng dù sao sức mạnh giữa nam và nữ quá khác biệt. Trong cuộc xung đột, hộp cho cốt đã trượt ra ngoài. Kemmer dần không thể tin rằng cảnh tượng này lại xảy ra. Dưới ánh mắt chằm chằm của cảnh sát, cô gái vừa khóc vừa lau nước mắt, nhặt lại từng chút cho cốt cho vào hộp. Lão già vội vàng an ủi cô con gái đang buồn bã. Nhìn thấy cảnh tượng này, một vài cảnh sát không khỏi cảm thấy áy náy. Cứ mở ra như những gì anh muốn đi, lục soát tất cả mọi thứ của chúng tôi đi, nhưng hãy cho chúng tôi một chút bình yên. Nghe những lời này, cảnh sát không khỏi cảm thông với gia đình này. Họ quyết định không kiểm tra và để họ rời đi. Khi trở lại xe, bọn trộm lập tức thở phào nhẹ nhõm. Kỹ năng diễn xuất xuất thần của Kemmerzen đã thành công qua mặt cảnh sát. Nếu không trao giải Oscar cho cô ấy thì thật có lỗi với cuộc đời. Lão già vừa thoát kiếp nạn lập tức nhắc nhở họ phải gọi điện cho Kayla và Bờ Rút. Sau khi xác nhận rằng hiện tại họ vẫn đang ở trên xe buýt, ông ta nói rằng ngay cả con đường hẻo lánh đang đi cũng có chướng ngại vật thi, chiếc xe buýt của họ có lẽ cũng không an toàn. Thế là lão già bảo họ xuống xe tại trạm tiếp theo và đi theo đường mòn. Khi màn đêm buông xuống thì phải dựng lều ở một nơi hẻo lánh và bí mật, đợi đến sáng hôm sau hãng đi bộ rời khỏi đó. Và phải nhớ kỹ là hãy tránh xa đường lớn. Hai người nhận lệnh xong chỉ còn cách chuẩn bị lên đường. Sau đó, họ đã ngoan ngoãn xuống xe ở trạm gần khe núi. Cùng lúc đó, lão già quyết định sẽ nghỉ ngơi 3 ngày tại trại cắm trại gần đó. So với bọn trộm đang chạy trốn, ông ta đoán cảnh sát sẽ không thể nào ngờ được họ lại đi câu cá. Dưới sự chỉ huy của Ken, lão già đã dừng xe vào vị trí vừa khít, còn Kemmer dần thì ở trong xe bận rộn một hồi. Sau khi xác nhận xung quanh không có nguy hiểm, Ken cũng bắt đầu lắp đặt thiết bị. Nhưng cặp anh em này vẫn thu hút sự chú ý của phía cảnh sát. Hành động quá thân mật cho thấy bọn họ không chỉ đơn thuần là anh em. Trong khi đó, đồn cảnh sát đang đau đầu vì vụ án đã mời một nữ thám tử hàng đầu với tỷ lệ phá án siêu cao là 100%. Việc đầu tiên cô ấy làm sau khi nhậm chức đó là thả tên đấu giá viên ra. Cô ấy chỉ nhìn sơ qua một cái là biết đấu giá viên đã bị vu tội. Tệ hơn nữa là lão già nghe tin qua điện thoại biết rằng Berlin đang gặp khó khăn khi xử lý tang vật và rất có khả năng sẽ bị cảnh sát phát hiện. Vì vậy, ông ta quyết định sẽ quay lại khách sạn tìm Berlin. Trước khi rời đi, ông ta giao phó cho hai cô cậu thanh niên phải làm sạch mọi dấu vết trên xe. Xong xuôi, ông ta mới lao lên con xe máy đi thẳng một mạch không thèm ngoảnh lại. Sau đó Ken và Kemmer dần bắt tay vào dọn dẹp xe, thậm chí còn cố ý vứt những sợi tóc của người khác rải rác khắp các góc xe. Khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị cảnh sát theo dõi sát sao. Cảnh sát chia vòng trong vòng ngoài bao vây chiếc xe nhà di động chặt chẽ không một kẽ hở. Khi vài người đã sẵn sàng chuẩn bị bóp cò súng xông vào thì may mà Kemmer dần kịp thời phát hiện ra tình huống không ổn. Phía cảnh sát từng bước áp sát tiến lại gần chiếc xe. Tình hình trở nên ngày càng gay go. Nhưng chưa kịp cho họ tấn công, trong xe bỗng vang lên tiếng súng làm cho đối phương bất ngờ không kịp trở tay. Nhưng phía cảnh sát cũng nhanh chóng phản ứng lại, tức khắc tăng cường hỏa lực tấn công chiếc xe. Nữ cảnh sát cầm loa yêu cầu bên kia ngừng bắn. Rất nhanh sau đó, tiếng súng đã ngừng lại. Có bài học vừa rồi làm gương, cảnh sát ra lệnh cho các sĩ quan rút lui ra ngoài. Ngay sau đó, nữ cảnh sát cố gắng đàm phán với họ nhưng chỉ thấy một chiếc loa thò ra từ cửa xe. Ken khẳng định rằng mình sẽ không đầu hàng, nhưng chỉ cần cảnh sát cho mình 5 phút để suy nghĩ, anh ta có thể xem xét việc thỏa hiệp. Nhưng trước đó, anh ta cần cảnh sát rút lui khỏi khu vực quanh xe. Cảnh sát đã đồng ý với yêu cầu của anh ta. Vừa nói xong, loa đã được thu lại. 5 phút nhanh chóng trôi qua, Ken quyết định tiết lộ vị trí của một nửa số trang sức. Sau đó anh ta liền bịa ra một địa chỉ để đánh lừa cảnh sát. Nhưng nữ thám tử cũng không phải là tay mơ. Cô ấy lập tức nhận ra tốc độ và góc độ thò ra thụt vào của cái loa là giống nhau. Nhưng cảnh sát lại nói mình đã sớm phát hiện ra rồi, chỉ là không nói ra mà thôi. Sau đó nữ thám tử đi thẳng ra ngoài, vô cùng tự tin tiến lại gần xe nhà di động. Thì ra vào vài phút trước, hai người đã trốn qua đường ống cống. Loa và súng trong xe đều được điều khiển bằng máy. Nhìn thấy đối phương đã nhận ra kế hoạch của mình, hai người chỉ còn cách chạy thật nhanh. Quả nhiên khi nữ thám tử bước vào trong xe thì bên trong không có một tên tội phạm nào mà chỉ có một đám hình nộm giả trang. Màn trình diễn này làm cho phía cảnh sát bên ngoài không khỏi ngứa người. Ôi, thật tuyệt vời. Họ đã sắp đặt cho chúng ta một buổi biểu diễn múa rối. Chiếc thảm trên sàn đã thu hút sự chú ý của nữ thám tử. Sau đó cô ấy liền kéo thảm lên, nắm chặt tay cầm mở nắp hầm. Cảnh tượng trước mắt làm cô ấy không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Dưới đó là một cái hầm sâu hun hút. Phía cảnh sát lập tức nối đuôi nhau chui xuống đó, rồi cầm súng tiến sâu vào để kiểm tra tình hình. Ken và Kemmer dần cuối cùng cũng tới được cửa hầm. Ken không nghĩ gì nhiều định trèo lên ngay lúc đó. Một chiếc xe tải vừa lái qua thì nắp cống đã bị anh ta mở ra. Hai người cuối cùng cũng thấy ánh sáng mặt trời, nhưng họ không dám lơ là chút nào mà lao ngay về phía chiếc xe tải. Nhìn những chiếc xe qua lại, Ken liền nảy ra một kế hoạch. Anh bảo Kemmer dần vào cửa hàng bên cạnh mua một ít keo dán thảm và súng bắn keo. Cô gái thắc mắc không hiểu nhưng cũng không hỏi gì nhiều mà đi thẳng vào cửa hàng. Ken lấy ra con dao găm giấu trong giày nhắm thẳng vào một chiếc xe tải. Các cảnh sát trong hầm vẫn đang không ngừng đuổi theo. Chẳng bao lâu sau họ cũng đã đến được nơi hai người đang trốn. Vừa lúc Kemmer dần bước ra từ cửa hàng, cô ấy lo lắng nhìn ngó xung quanh. Khi cô gái đang suy nghĩ về việc Ken sẽ ở đâu thì một chiếc xe tải bị khoét thủng bỗng từ đâu chạy qua trước mặt cô. Sau đó đầu của người đàn ông ló ra từ chiếc xe phía sau. Anh ta ra hiệu cho Kemmer dần lại gần đó. Khi Kemmer dần vừa bước tới thì phía cảnh sát cũng đã được mở nắp hầm. Kemmer dần vội vàng trèo lên nóc xe và tránh khỏi tầm nhìn của cảnh sát một cách hoàn hảo. Cô đưa súng bắn keo cho anh ta, Ken lập tức gắn mảnh vải vừa cắt lên nóc xe. Xong xuôi anh ta bảo Kemmer dần nắm chắc tay vịn trên nóc xe, rồi mình cũng leo vào bên trong và kéo vải phủ lên trên. Bây giờ hai người họ đã hoàn toàn hòa vào làm một với chiếc xe. Ken cũng tranh thủ gắn keo từ bên trong với hy vọng có thể thoát nạn. Lúc này phía cảnh sát đã dàn đầy dưới mặt đất. Bọn họ cẩn thận lục soát từng ngóc ngách ở đây. Khi tài xế xe tải khởi động xe, hai người cảm thấy thắng lợi đã gần kề trước mắt.
chỉ cần rời khỏi đây là họ sẽ an toàn. Không ngờ xe chưa đi được bao xa thì đã bị cảnh sát mang theo súng chặn lại. Hai người lập tức cảm thấy không ổn. Cảnh sát yêu cầu tài xế xuống xe và mở thùng xe để kiểm tra. Họ sẽ mở cửa đó, nắm chặt tay vịn, dựa đầu sát vào. Khi nào tôi nói thì cô hãy cố gắng đứng thẳng lên. Ngay bây giờ, hai người đồng thời nâng mình lên. Khi thùng xe được mở ra, bên trong hoàn toàn trở lại bình thường. Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy có điều gì bất thường. Cameron đang phải cố gắng giữ thăng bằng. Động tác khó khăn này thực sự là một thách thức đối với cô. Nhưng phía cảnh sát vẫn đang thong dong đứng dưới kiểm tra xe. May thay khi cô sắp không thể chịu đựng được nữa thì cảnh sát yêu cầu tài xế đóng cửa. Hai người tức khắc nằm gục xuống như những quả bóng xì hơi. Nhưng đen đủi là vị cảnh sát vẫn thấy không yên tâm liền trèo lên kiểm tra nóc xe. Họ đang lên đây. Bây giờ làm ngược lại, nắm chặt tay vịn và ngồi xuống. Bây giờ, sau một hồi gian nan, cơ thể của Cameron đã không thể chịu nổi nữa. Sau khi kiểm tra kỹ càng một lượt, cấp dưới báo cáo rằng chiếc xe này hoàn toàn bình thường. Viên cảnh sát lại nhìn xung quanh một lần nữa rồi mới từ từ bước xuống. Anh có thể đi rồi. Cả hai trong phút chốc thở phào nhẹ nhõm. Lại nghe thêm tiếng khởi động xe thì có vẻ như tính mạng tạm thời được an toàn. Và thế là anh tài xế trong trạng thái không hay biết gì đã lái theo chiếc xe chở hai tên tội phạm đi mất. Ở nơi khác, ông lão sau hành trình dài cuối cùng cũng tìm được người cầm đầu. Nhưng Berlin lại bảo ông ta không được hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì cảnh sát đã tra ra được khách sạn nơi bọn họ đang ở. Chỉ cần kiểm tra camera giám sát ra vào khách sạn của những người khả nghi là vụ án sẽ được làm sáng tỏ. Vì vậy bọn họ càng không thể rời khỏi căn phòng này, nếu không sẽ đánh rắn động cỏ. Sau đó Berlin đã gọi điện thoại cho Kayla. Anh ta cần cô ấy hack vào hệ thống khách sạn ngay lập tức để xóa sạch tất cả hình ảnh của họ. Không may là lúc này Kayla đang ở trên thuyền nên không thể nhận được chút tín hiệu nào. Berlin nói với cô ấy rằng nếu không thể xóa sạch trong vòng 4 phút thì tất cả mọi người đi đời. Kayla hoảng hốt ngay lập tức. Cô ấy nhanh chóng lấy ra thiết bị mình mang theo rồi dùng băng dán cố định chắc chắn máy tính vào con thuyền đang rung lắc. Sau đó Kayla yêu cầu Bờ Rút tăng tốc, phải lái thuyền đến nơi có tín hiệu mạnh hơn. Bờ Rút không suy nghĩ nhiều, lập tức lái thuyền lao đi với tốc độ bàn thờ. Ở nơi khác, nữ cảnh sát đã xuất trình thẻ của mình. Cô cần biết gần đây có người khả nghi nào đã thuê phòng không. Nhân viên lễ tân bất ngờ phát hiện ra thông tin giấy tờ của nhóm khách trước đó đã biến mất. Nhân viên phục vụ bên cạnh bổ sung có một nhóm người Tây Ban Nha đã ở đây 17 ngày. Nhưng 5 người trong số họ đã rời đi vào 2 ngày trước và 1 người trong số họ vừa quay trở lại. Và điều kỳ lạ là trong thời gian ở đây, họ kiên quyết không cho phép nhân viên vào phòng dọn dẹp. Nói rồi nhân viên báo luôn số phòng của Berlin. Nữ cảnh sát lập tức yêu cầu tăng cường lực lượng. Cô ấy cần thêm người để bao vây toàn bộ nơi này. Cấp dưới của cô ấy đề nghị ngay họ có thể đi tới phòng giám sát, rồi thông qua camera để theo dõi bọn trộm. Tình hình ngày càng trở nên gay gò. Xung quanh Kayla lúc này toàn là hẻm núi. Bờ Rút cũng bất lực, hoàn toàn không biết nên lái đi đâu. Trong khi đó phía cảnh sát đã đến phòng giám sát. Người phụ nữ chăm chú quan sát camera không dám bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. May thay đúng vào lúc then chốt, Bờ Rút tình cờ lái thuyền thoát khỏi hẻm núi. Nhưng lại xuất hiện một vấn đề mới. Kayla phải chọn đoạn có hình ảnh của Berlin để xóa, và đây chắc chắn là một công việc khổng lồ. Tình huống nguy cấp, Berlin buộc phải yêu cầu Kayla xóa hết các camera giám sát. Tiếp theo là hack toàn bộ hệ thống camera. Cảnh sát bị sốc hoàn toàn. Chỉ biết dương mắt nhìn toàn bộ camera giám sát bỗng chốc mất sạch như bị phù phép. Cô ấy vội vàng báo cáo sự việc lên cấp trên. Và điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của thám tử. Cô ấy ra lệnh nhân viên khách sạn lấy chìa khóa vạn năng, sẵn sàng chuẩn bị phá cửa xông vào. Sau khi xác nhận toàn bộ hệ thống camera đã bị ngắt, Berlin và ông lão bắt đầu hành động. Họ bước ra khỏi phòng và bỏ chạy khắp bốn phía hành lang. Đúng lúc đó thang máy cũng vừa đến tầng của họ. Thám tử và cảnh sát nhanh chóng lên nạn. Nhưng không ngờ rằng cả hai đã tẩu thoát ngay trước khi cửa thang máy mở ra. Cả hai nhanh chóng trốn vào phòng kho bên cạnh, khéo léo tránh khỏi sự truy đuổi của hai nữ cảnh sát. Ông lão bê một cái thùng đến, Berlin liền bật người một phát leo vào một đường ống. Ông lão cũng vội vàng theo sát phía sau. Hóa ra đường ống này dẫn đến một tầng hầm. Nhìn thấy chiếc xe trước mặt, cả hai liền nảy ra một ý tưởng. Đó là giả trang thành nhân viên khách sạn rồi nghiêng ngang đi thẳng đến chiếc xe. Sau một hồi loay hoay, Berlin cầm kính lên đeo vào rất chuyên nghiệp. Ông lão cũng đã tìm thấy chìa khóa xe, thế là ngay lập tức khởi động xe và tẩu thoát. Trong lúc đó, khi cảnh sát và thám tử đến phòng khách sạn tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng ai. Nữ cảnh sát thấy vậy khẳng định 10 bọn họ vẫn còn lẩn trốn trong khách sạn, nên đã ra lệnh đóng cửa toàn bộ lối ra của khách sạn, kể cả bãi đỗ xe. Nhưng vẫn muộn một bước, ông lão đã lái xe ra ngoài từ lâu thì cấp dưới của cô ấy mới đóng kín bãi đỗ xe sau đó. Không có dấu vết của bọn họ, chết tiệt, sau đó ông lão đã đỗ xe vào một góc khuất. Cả hai lập tức xuống xe, tháo cúc áo, cởi đồ, tháo mũ rồi ném tất cả vào thùng rác bên cạnh. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Sau đó cả hai bước ra ngoài. Anh chàng giao hàng ở trước cửa đã thu hút họ. Cả hai liền bước nhanh tới chỗ đó. Xin chào, chúng tôi là người thuộc tổ chương trình thực tế tỷ phú trong TikTok. Các anh có 10 giây để quyết định. Chúng tôi sẽ đổi 15.000 euro lấy 2 chiếc xe máy của các anh. Không đồng ý thì thôi vậy. Thời gian bắt đầu. Thế là cả hai lại cải trang thành người giao hàng và tiếp tục một cuộc trốn chạy mới. Cứ nghĩ đến việc biến mất trước mắt bao người là Berlin cảm thấy mình quá ngầu. Cả hai chạy từ sáng cho tới lúc hoàng hôn. Trong khi đó, Cameron và Ken đang cuộn mình trong tấm bạt, hoàn hảo tránh khỏi sự truy đuổi của trực thăng. Sau đó chiếc xe tải đã đến Tây Ban Nha. Cả hai như đang nằm trong xe khách giường nằm tận hưởng niềm vui sau khi thoát nạn. Khi xe dừng lại ở trạm dịch vụ, cả hai liền nhanh chóng nhảy xuống chạy một mạch về phía điểm tập kết. Còn Bờ Rút và Kayla thì dùng chiếc cano 300 mã lực chạy trốn suốt hàng trăm cây số. Khi tới bờ, cả hai lập tức bỏ lại tàu và rời đi, băng qua con đường nhỏ hẹp dài 190 cây số, sau đó tiếp tục đi xe máy, rồi lại nhảy lên thuyền để chạy trốn.
Mỗi lần thay đổi phương tiện lại khiến cảnh sát càng khó lần theo dấu vết của họ. Còn về phần Berlin, anh ta không ngờ cảnh sát lại lập trạm kiểm tra cách thủ đô tận 60 cây số. Xem ra không thể đi bằng đường bộ được rồi. Thế là cả hai đã nhắm đến chiếc xe đạp leo núi bên đường. Sau đó hóa thân thành những tay đua xe chuyên nghiệp, cả hai mặc đồ đầy đủ và đạp xe đi đường vòng qua ngọn núi. Tổng cộng cả hai đã mất 4 ngày để ra khỏi nước Pháp, vượt qua rừng núi, băng qua vùng hoang dã, cuối cùng họ cũng thấy được điểm hẹn. Sau đó ông già lật một tảng đá lên, lấy chìa khóa giấu bên dưới rồi nhanh chóng mở khóa xích sắt. Hai người cùng đẩy cánh cửa lớn ra rồi tiếp tục đạp xe đi tiếp. Cuối cùng bọn họ đã trở thành người đầu tiên tới điểm đích. Kayla hân hoan chạy về phía họ, cả nhóm cùng nhau ăn mừng dưới mưa. Còn về những ngày sắp tới, Berlin đã lên kế hoạch cho cả nhóm sống trong một căn biệt thự ở ngoại ô. Cho tới khi mọi chuyện lắng xuống, cánh truyền thông ngừng đưa tin và phía cảnh sát không còn tìm thấy bất cứ đầu mối nào về họ nữa.